đứa lớn á thì nó không có hành, nó dễ chịu lắm. Dạ. Tới khi hạ thì nó hành đủ thứ hết, mà đúng là nó hành từ nhỏ cho tới lớn luôn. Chào. Giờ còn hành luôn hả cô? Giờ cũng còn hành nữa. Nó là trở đầu con thì là con trai, con trai rồi nó mới bị hành. Còn đằng này nó cũng là con gái, mình cũ rồi mà quậy chi cũng còn con. Quậy nữa. Đứa hành hành mẹ lớn lên hay thân với mẹ lắm cô. À vậy hả? Đúng không anh Lâm? Đứa nào mà hành mẹ là lớn lên là đứa đó được nhờ. Ủa, anh không biết nha em nha, trời ơi, tự nhiên cái đúng anh Lâm bé này gài em chị. Gài dễ sợ. Tại vì em có phần số của anh với mẹ nên anh em cũng có nghe mẹ anh kể xấu anh nhiều lắm. Trời ơi. Mà hành ôm nén ói lên ói xuống dữ lắm. Dạ. Ôm nhôm nhách à. Sanh hạ thì là khó lắm, tại vì mình bị sanh khó từ đứa đầu á. Đứa đầu sanh non á là có 7 tháng mình sanh đứa đầu rồi. Trời. Nên đứa thứ hai là bác sĩ nói là nếu mình không theo dõi là mình sẽ sanh lúc nó 6 tháng. Đó cho nên là sợ là phải đi làm theo dõi hoài. Dạ. Tới khi cận ngày sanh vô bác sĩ cho sanh thì mới là sanh được. Dạ. Là bao nhiêu tháng cô? Là giữ được hạ là được đủ tháng. Đủ tháng. À, đủ tháng. Nhưng mà nó sanh được bao nhiêu ký? Dạ. Đó là chị lớn á, thì là sanh có 1.4 kg. Còn con nhà này thì giữ tháng đủ tháng được nên sanh được 2.7 kg. Dạ. À. Rồi cô còn nhớ cái cảm giác mà khi mà nhìn bé Hạ không cô? Không, cô là nhỏ Hạ xấu dữ lắm luôn. Xấu, cô mặt như sao lúc cô? Mà sanh ra Hạ đen thui à. Đen thui. À, nó nằm trong mùng cái bà chị nó sao tao nhìn nó giống bao công quá, mặt sao nó đen thui à. Như cục than mà nó có cái gì đã đỏ ngay chết chán vậy nè, giống y như bao công luôn vậy đó. Nó yếu trong người hoặc là nó khóc á là cái này nó đỏ thì là đỏ lên luôn. Dạ. Mà nó đen thui. Từ nhỏ đến lớn của con tuổi thơ con nó dữ dội, từ lúc mới sanh cho tới 1 tháng còn một cái vụ án nó còn chấn động hơn nữa. Vụ án gì vậy con mẹ? Rồi lúc mà sanh Hạ được mới có đầy tháng á là qua hôm sau cái Hạ bị sốt đưa vô bệnh viện Nhi Đồng thì bác sĩ bắt ở lại trên cái khoa sơ sinh á khoảng chừng tuần là đi về. Vừa mới về cái là Hạ sốt nữa, đêm hôm đó sốt mà bị co giật mà hai con mắt nó lé vô vậy luôn nè. Dạ. Cái sợ quá chừng sợ chở ẩm lên bệnh viện thì bị nhiễm trùng máu với lại bị viêm màng não Nhật Bản. Trời ơi. Và ngay cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà viêm màng não Nhật Bản mới vô vô Việt Nam mình lần đầu tiên á, mà nguyên cái khoa sơ sinh đó là đều bị lây hết luôn. Dạ. Cái khoảng thời gian mà Hạ bị là bao nhiêu tháng cô? Hạ nằm bệnh viện 1 tháng luôn á. Tại vì lần đầu tiên là mới bị cái viêm màng não tới cho trẻ sơ sinh. Chào cô Thủy, em chào anh Long. À. Dạ con chào cô. Cô ơi, cô giới thiệu bản thân mình cho khán giả được biết đi ạ. Mình tên là Phan Thị Lệ. Công việc của mình là giám đốc công ty dịch vụ ngành may Lê Tiên. Dạ. Trời quá ngành trời. May. Là mình kinh doanh được bao nhiêu lâu rồi cô? Mình kinh doanh được 12 năm rồi. 12 năm rồi, là cái áo dài là giải của mình luôn hay sao cô? Đúng rồi, đồ của mình thiết kế luôn. Hồi nhỏ em đi quay là toàn mẹ em may đồ cho em không? Quá trời. Nhà Hạ thì có hai chị em. Dạ. Hạ là thứ mấy cơ? Hạ là thứ hai, còn chị gái lớn nữa. Bộ phim đầu tiên đóng là phim tên gì bé? Dạ, Mùa Ngò Gai ạ. Mùa Ngò Gai. Tại sao em lại được cái vai đó? Em còn nhớ không? Lúc đó là hai mẹ con đang ngồi, thì có một cái cú điện thoại gọi tới, hỏi có phải là phụ huynh của bé Nhật Hạ không? Mới giới thiệu nên đây là chú ở bên đoàn phim Mùa Ga vậy mới hẹn lên casting, mà lúc đó mẹ con đâu có biết gì đâu, không biết phim, không biết casting là gì, không biết cái gì hết trơn, mà hẹn ra quán cà phê nữa thì mẹ mới nghĩ là thôi chắc đường gạt rồi, không bắt máy thôi luôn, im luôn. Cái gần tới ngày cái người ta gọi lại lần nữa thì mới hỏi ra là thầy của con ở trong trường giới thiệu, tại vì thấy con diễn mấy cái tiểu phẩm này nọ thì rất là có duyên, mà lại thầy là bạn của cái chú Nam Yên casting nữa. Cái mẹ con xác nhận cái chuyện đó đúng rồi ha, mẹ con mới lên quán cà phê để gặp chú đạo diễn rồi sau đó là gặp ekip Hàn Quốc rồi tự nhiên cái được. Và lúc đó em có học nhiều không hay là tự nhiên bẩm sinh mà vô mà diễn được như vậy bé Hà? Dạ em nghĩ chắc là em cũng may mắn được chờ cho một cái năng khiếu hồi lúc nhỏ vậy, tại vì hồi nhỏ thì em không có học kịch, em chỉ có học múa ở với mẹ học múa thôi. Em nhớ là cái lần đầu tiên đi cá là trong đó phòng có rất là nhiều chú Hàn Quốc thì kêu em học thoại rồi kêu em diễn những cái phân cảnh khác á, thì em cũng không diễn được. Bây giờ lớn lên rồi thì em mới nhớ lại là mọi người vẫn ráng kêu là con diễn thêm này đi, diễn thêm kia đi. Thì có một cái nét duy nhất mà em được đậu cái vai Phương, đó là cái nét biểu môi. Thì kêu là bây giờ con thử tưởng tượng ngồi trên xe, con thấy ai đi ngang rồi con thí cái xong con biểu môi cái. Thì con cũng chỉ có biểu môi vậy thôi mà không biết sao được đậu. Đã biểu môi sao đâu? Lâu không nhớ. Thấy gì không?
Biểu môi là coi như rớt ngay từ dòng rửa xe liền đó. Mẹ kỳ quá, thì môi nó dày thì nó phản cảm thôi. Bởi coi người ta đẹp vậy còn có môi mình gì, ai dám biểu môi trời. Bình thường là con đã biểu môi rồi, con hiểu không? Giám đốc của hãng phim lúc đó đó thì còn nói là trời con ơi sao con hiền quá, mà con hiền quá là con có đóng được không, con hiền quá con có đóng được vai này không. Là đến khi mà con diễn cái mọi người ai cũng kiểu rất là hết hồn và ngạc nhiên, mẹ con còn bất ngờ nữa. Lúc mà Hạ được chọn đi á, do cái tự nhiên mình cũng thấy thích thích, tại con được lên đi đóng phim mà, thì đâu đời nào mình nghĩ tới cái chuyện mà đó đóng phim. Cái khâu chọn quần áo mới vui, tại vì Hạ đóng vai con nhà giàu á, mà lúc đó nó cũng hơi to to con. Hai vợ chồng mới chạy chở Hạ đi vô cửa hàng thiếu nhi á, thì kiểu con nít nhưng mà đồ mà không vừa, thế thôi để đi vô cửa đồ của người lớn. Đồ người lớn thì lại cái kiểu nó già quá, tôi thấy là mình phải may cắt tóc đồ để mà cho nó đi đóng phim. Dạ, là cô tự may tự thiết kế luôn. Phim nào Hạ đóng thì cũng là mình tự thiết kế đồ cho Hạ mặc luôn, cả gia đình phép thuật luôn. Rồi khi mà ở ngoài hiện trường là mẹ có coi bé diễn không? Có, suốt ngày mình ngồi kế bên đạo diễn đang ngồi coi á. Dạ, dù mình coi ngoài hiện trường khác rồi nhưng mà khi lên TV thì cảm xúc của cô lúc đó như thế nào? Thật ra thì rất là hãnh diện luôn. Hạ hên á, là vô ngay cái phim đầu tiên mà lại phim là nó nổi tiếng quá. Dạ. Mình đi chợ cái nghe mọi người bàn tán về cái phim, trời có con nhỏ đó, còn nhỏ mà nó đóng ác quá trời ác luôn. Dạ. Trời cặp mắt của nó là sao, cắt ở ngoài nó ác dữ lắm. Rồi sao cô lúc đó phản ứng cô sao? Mình đâu dám nói, mình không dám nói, vì mình im mình nghe thôi, nhưng mà ta nhận xét là nó đóng rất là hay. Mà thật sự thì vô phim đó mà mấy đạo diễn Hàn Quốc cũng nói ở nhà nhỏ này nó có dữ không, sao nó đóng dữ ác hay ghê luôn á. Cái lịch mà kín nhất, cái lịch mà làm em mệt mỏi là chắc lịch gia đình phép thuật hả? Dạ đúng ạ. Gia đình phép thuật là một trong những bộ phim hot nhất của con, cũng nghĩa là mọi người bây giờ nhớ con là chỉ nhớ Ye Ye thôi. Em nhớ một cái kỷ niệm về cái chuyện kinh khủng nhất, cái chuyện giờ học với lại giờ đóng phim, là quay những cái cảnh mà đánh nhau trưởng phép đó giữa hai phái với nhau, là lúc đó phải quay ở Bửu Long và Củ Chi. Thì quay 3 ngày liên tục, buổi sáng em đi học, có đến trưa về là mẹ chở lên chỗ xe đoàn, rồi xe đoàn chạy lên Củ Chi quay, cứ rồi xong sau đó đến sáng 5 giờ sáng là sẽ có xe chở em chạy về trường để đi học tiếp. Cứ liên tục như vậy 3 ngày không ngủ, chỉ có tranh thủ ngủ trên xe, hoặc là cảnh nào không có mình thì sẽ ngủ. Thì cái đó là cái khoảng thời gian học bài sao con, rồi bài vở làm rồi sao, bài rồi vở mẹ bài vở mẹ sao? Thì bao giờ cũng vậy, cứ đón đi học về á là soạn sẵn cặp táp bài học hết là đem lên trên đó, tới khi nào mà có vai của mình á thì ra đóng, còn không có thì vô làm bài. Trời ơi, khi mà nhận cái bộ phim Gia đình phép thuật á là đúng ra đầu là năm nó học lớp 9 đó, thì chị Diệu chị có, tại vì nó đã đóng với chị ở Mùi Ngò Gai, chị cũng thích cái nét đóng của nó rồi. Mà mình thì mình cũng hạn chế cho con đi đóng phim lắm, là xa xa là mình không giờ nhận. Chị nói thôi năm nay nó học lớp 9 chị ơi, em không dám cho nó đi, tại năm nay nó thi cấp 3. Chị Diệu nói thôi để mình sẽ sắp xếp lịch với nhau để mà cho cháu nó cố gắng là không cho nó nghỉ ngày nào đi học. Tới khi mình đồng ý mình về thì bị ba của Hạ la quá chừng luôn. Rồi người chị của Hạ là lớn Hạ 8 tuổi cũng nhằn nữa. Nó tự nhiên năm nay tự nhiên mày đi nhận đi đóng phim chi vậy, rồi nó học làm sao. Rồi qua bên nhà nội cũng la luôn. Chứ tự nhiên mình có cảm giác trời giống như mình đi ham tiền, tự nhiên mình đã cho con mình đi đóng phim ngay thời điểm này nữa. Lỡ mà thì rớt thì nguyên cái năm gian. Thiệt luôn, nó nguyên cái năm đó là phải nói là cái mình rất là lo lắng, lo sợ lắm. Tập vở lúc nào cũng soạn sẵn cho nó đầy đủ đi, nó ngồi nó học bài, nó làm bài. Nó nói trời, nó mà thi rớt chứ mình thành tội nhân kia thiên cổ luôn. Thiệt sự luôn là như vậy. Nhưng mà cũng trời thương sao đó, lại thi đậu vô trường Nguyễn Thị Minh Khai là cái trường cũng khá tốt. Thì tới cái năm Hạ thi đại học á, là mới nói chị Diệu thôi, cho năm nay Hạ thi đại học chị cho dạng Hạ nó bay về trời đi. Trời ơi gì ghê vậy, bay về trời đi hơn. Bay về trời là cắt dây luôn rồi đó. Tại vì cái đó là phù thủy mà, nghĩa là từ trên trời rơi xuống giờ ai hết dây thì cứ bay về trời thôi. À, rồi lúc đi quay đồ này nọ là một mình tự đi hay là cô chở đi cô? Bao giờ cô cũng chờ đi. Mẹ em chở em. Chị mà bỏ hết công việc mà đi chăm con cho nó đi quay đi kia nọ trong lớp học là mình đã thấy rằng là phải có một cái kinh tế nó phải... Mẹ em chở em là trường kỳ kháng chiến luôn. Đến bây giờ vẫn còn chở. Đến bây giờ em lớn rồi mà em kêu mẹ để con chở cho mà mẹ nhất quyết không chịu. Mẹ nói là thôi mày chở, thà tao đi xe máy, tao đi taxi còn đỡ hơn mày chở tao nhức đầu á, tao chịu không nổi. Em sợ em hay bóp thắng. Em nhớ có một lần mẹ em bỏ cái tay thì mẹ em không có tự đi xe máy được. Thì cái lúc đó là em được làm tài xế cho mẹ, xe ôm cho mẹ trong vòng như 1-2 tuần vậy đó. Thật sự là đến cái lúc đó em rất là buồn luôn. Nghĩa là em mới cảm nhận được một cái điều là như vậy, là chở một cái người
ở đằng sau lưng xe mình á, nó rất là mệt. Mà cái chở này nó theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn, mà mẹ em đã phải chở em như vậy 20 mấy năm trong cuộc đời, thật sự luôn. Từ nhà lên Hóc Môn, lên Củ Chi hay đâu mẹ em cũng chở. Em cảm thấy là em chở mẹ sau lưng xe, em vừa cảm thấy hạnh phúc mà em vừa cảm thấy buồn, là có cái chuyện chở mẹ thôi mà em cũng không thể nào làm được. Hiện tại là em đang học cái gì? Hiện tại là em đã tốt nghiệp đạo diễn rồi ạ. Chị sẽ có đi ảnh hả? Thật ra là lúc đó em học đại học thì ba mẹ thì vẫn muốn hướng cho em theo một cái ngành kinh doanh, một cái ngành nào đó nó ổn định hơn, có bằng đại học đàng hoàng. Tại vì cái nghề diễn viên mình thì cũng có thời có thế, mình cũng không thể nào biết được, mà nó rất là nhiều cái khó khăn ở bên trong á. Thì em cũng nghe theo, nhưng mà khi đi một vòng lớn thì cuối cùng cái duyên thì mình vẫn quay lại đây thôi. Là cái năm đó là em không có học nổi ở cái trường kinh tế, em mới lén ba mẹ đi thi qua bên sân khấu điện ảnh. Thì cái lúc đó có một cái kỷ niệm gì mắc cười lắm. Cái lúc đó ba em chơi một cái iPhone 4, mà cái thời đó một cái iPhone 4 thì cũng ngon. Thì vừa mới cho ngày hôm trước là ngày hôm sau bị mất. Em sợ em giấu, không biết sao một tuần sau cái em rảnh gì á, em lại post cái status lên trên Facebook. Em nói là ai lấy cái iPhone 4 của tôi tức quá. Kỷ lúc đó mình còn trẻ mình viết vậy. Thì lúc đó thằng em hỏi em, nó kêu hả mỏ, sao mày dám post cái status đó vậy, ba tiếng biết ba tiếng cạo đầu mày chết. Cái xong rồi chưa kịp xóa là ba gọi, ê ba cho cái iPhone mới cho ông chứ không sao mất hả mày. Nói, dạ con làm mất rồi, ở nhà đi lát ba về. Nó chết rồi chứ ba về ba chửi. Thì khi mà ba vừa mới về á, là lúc đó cái tin em đậu thủ khoa đạo diễn, trời ơi, gì đó nó vừa tới. Thì cái tin đó nó dập tin, nó dập cái vụ tin kia. Nhưng mà cái tin đó nó tới thì đồng nghĩa với cái việc là ba mẹ phát hiện ra là em lén đi thi bên này và em bỏ học bên kia. Thì có nghĩa là nó có rất là nhiều vui buồn lẫn lộn. Dạ đúng rồi, cái xong ba em cũng không biết nói làm sao, rất không là biết chữ ngồi. Sao ngậm ngùi đứng câm lặng thôi, thích rồi thôi chịu. Thì cái lúc mà em đi học ở trong trường á, là năm đầu tiên đi học là vui lắm, làm phim ngắn rồi lấy mấy cái phim dự thi này nọ, là thức sáng đêm đi với bạn bè rồi dơ lắm, mình lăn xả làm phim dơ. Ba cứ xuống ngày ba rồi, trời ơi mày học cái ngành gì mà cực khổ vậy con, thôi về đi con, về đi ba nuôi, học cái gì mà cực khổ quá vậy. Cứ bắt máy lên là về đi con, về đi con. Mẹ em cũng vậy, cái riết là lúc đó là em lưu số điện thoại của ba mẹ trong máy là lưu về đi con, mà không học nam. Về đi con hả? Ba là tên nam mà. Không, nam nữ. Nam nữ. Về đi con nữ, về đi con nam á. À vậy đó hả? Tôi nghĩ là vừa mới thấy cái chữ về đi con hiện lên là kìa ba mẹ gọi cho hả đó. Dạ con về liền, mà toàn quay tới sáng luôn rồi. Mang thai Hạ là cô có bị ngén gì không? Hồi lúc mà mang thai đứa lớn á thì nó không có hành, nó dễ chịu lắm. Dạ. Tới khi Hạ thì nó hành đủ thứ hết. Mà đúng là nó hành từ nhỏ cho tới lớn luôn. Ủa, chào. Giờ còn hành luôn á cô? Giờ cũng còn hành nữa. Nó là trở đầu con thì là con trai là... rồi nó mới bị hành. Còn đằng này nó cũng là con gái. Đấy. Mình cũ rồi mà quậy chi cũng còn quậy nữa. Đứa hành mẹ lớn lên hay thân với mẹ lắm cô. À vậy hả? Đúng không anh Lâm? Đứa nào mà hành mẹ là lớn lên là đứa đó được nhờ. Anh không biết nha em nha. Trời ơi tự nhiên cái đúng anh Lâm bé này gài em chị. Gài dễ sợ. Tại vì em có con số của anh với mẹ nên anh em cũng có nghe mẹ anh kể xấu anh nhiều lắm. Trời ơi. Mà hành ôm ngán ói lên ói xuống dữ lắm. Dạ. Ôm nhôm nhất à. Sanh Hạ thì là khó lắm, tại vì mình bị sanh khó từ đứa đầu á. Đứa đầu sanh non á là có 7 tháng mình sanh đứa đầu rồi. Trời. Nên đứa thứ hai rồi bác sĩ nói là nếu mình không theo dõi là mình sẽ sanh lúc nó 6 tháng. Trời. Đó cho nên là sợ là phải đi làm mùa theo dõi hoài. Dạ. Tới khi cận ngày sanh vô bác sĩ cho sanh thì mới là sanh được. Dạ. Là bao nhiêu tháng cô? Là giữ đúng. Được Hạ là được đủ tháng. Đủ tháng. À, đủ tháng. Nhưng mà nó sanh được bao nhiêu ký? Dạ. Đó là chị lớn á, thì là sanh có ký lô tư. Còn con nhà này thì giữ tháng đủ tháng được nên sanh được 2,7 kg. Dạ. À. Rồi cô còn nhớ cái cảm giác mà khi mà nhìn bé Hạ không cô? Không, hồi nhỏ Hạ xấu dữ lắm luôn. Hồi lúc cô? Mà sanh ra Hạ đen thui à. Đen thui. À, nó nằm trong mùng, cái bà chị nói sao tao nhìn nó giống bao công á, mặt sao nó đen thui à. Như cục than mặt, vậy mà nó có cái gì đã đỏ ngay chết chán vậy nè, giống y như bao công luôn vậy đó. Nó yếu trong người hoặc là nó khóc á, là cái này nó đỏ thì là đỏ lên luôn. Dạ. À, mà nó đen thui. Từ nhỏ đến lớn của con, tuổi thơ con nó dữ dội, từ lúc mới sanh cho tới một tháng, còn một cái vụ án nó còn chấn động hơn nữa. Vụ án gì vậy con mẹ? Rồi lúc mà sanh Hạ được mới có đầy tháng á, là qua hôm sau cái Hạ bị sốt, đưa vô bệnh viện Nhi Đồng. Thì bác sĩ bắt ở lại trên cái khoa sơ sinh á, khoảng chừng tuần là đi về. Vừa mới về cái là Hạ sốt nữa, đêm hôm đó sốt mà bị co giật,
hai con mắt nó lé vô vậy luôn nè. Dạ. Cái sợ quá chừng sợ chở ẩm lên bệnh viện thì bị nhiễm trùng máu với lại bị viêm màng não Nhật Bản. Trời ơi. Ngay cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà viêm màng não Nhật Bản mới vô Việt Nam mình lần đầu tiên á, mà nguyên cái khoa sơ sinh đó là đều bị lây hết luôn. Dạ. Cái khoảng thời gian mà Hạ bị là bao nhiêu tháng cô? Hạ nằm bệnh viện là một tháng luôn á. Tại vì lần đầu tiên là mới bị cái viêm màng não tới cho trẻ sơ sinh. Dạ. Đâm ra là bệnh viện cũng không có kim để mà tiêm thuốc cho não nó nữa. Có kim lớn lớn mà tiêm vô não nó vậy nè. Mà đi cần nó nhích cái đầu nó phù lên cái. Trời ơi. Là phải ngồi suốt đêm mà ngồi kế bên mà cứ canh nhìn vậy hoài. Nó nhúc nhích cái nó phù lên cái kêu y tá bác sĩ tới rút ra. Dạ. Cái lại tiêm lại nữa. Thì cái đầu nó cạo chọc lóc, nó có mấy cái đường gân gân này giống như con giun vậy đó, nhìn tội lắm. Mà thuốc thời đó mắc lắm, cái thuốc chút xíu ở đây mà mình nhớ là mua là 1 chỉ vàng. Trời ơi. Nhưng mà may sao thì cái thuốc đó là để mà thử nghiệm á. Dạ, để mà. Mà nó rất là thành công, cũng may là nó không có để di chứng. Nếu mà cái di chứng chắc hôm nay không có Nhật Hạ. Mà mẹ em kể là hồi mà em 5 tháng á, hay là gần 1 tuổi vậy đó, thì là em ngồi đâu em cứ đơ, cái mặt em nó không có lanh như con nít người ta bình thường. Cả nhà kêu không có phản ứng, không có phản xạ gì hết. Phải kêu 5-6 lần thì mới giật mình quay qua mà mặt kỳ lắm. Cái kiểu cả nhà tưởng sau này lớn lên thần kinh em có vấn đề. Nên mà khi lớn em... lên thì... vấn đề thì... Nên khi em đi học á, em hay tăng động á. Tăng động. Kiểu mình sầm sàm á anh. Cái mấy đứa bạn kêu mày khùng quá à. Cái em nói là thôi thông cảm. Thôi nhỏ tao bị viêm màng não. Di chứng trời ơi. Nó manh manh dữ lắm. Là có hả cô? Nó sảng lắm. Có triệu chứng hả cô? Nó đi đóng cái phim Mùi Ngò Gai á. Chú Thiện á là làm đạo diễn trong đó. Mới cho đi vô trong sân khấu điện ảnh để mà có cái phòng để mà vợt. Phòng tập múa anh. Cái phòng tập múa người ta có cái xà ngang vậy nè. Cái em đang ngồi, em cũng ngồi em canh nó dữ lắm. Tại nó đi đâu là em đi theo đó. Cái nó phóng lên trên cái xà, nó kêu mẹ coi con nè. Nó phóng lên một cái nó lộn đầu, đập cái đầu xuống. Trời là di chứng được hai. Thiệt luôn, hết hồn với dí luôn. Nó nói trời ơi, tưởng nó bị gãy cổ thì chứ. Nhiều khi nó bị tăng động á chị ha. Còn đang đi ngoài đường, mấy mẹ con đang đi á, có mẹ với chị nó nữa, lúc nó cũng học lớp mấy. Như tiểu học hả? Tiểu học. Nó đang đi nó kêu mẹ coi con nè, phóng lên chụp sợi dây điện nó lồng thòng giật xuống. Trời ơi, em quảng thần hồn. Sợi dây điện cao thế á. Cái gì đó hả? Làm gì? Không, nó bị thiệt rồi. Sao bị tăng động không, rồi? Không phải, em xin bào chữa chứ không phải em. Thật ra lúc đó không còn... Em tưởng mình tật răng hả em? Dạ, đúng rồi anh. Dạ, anh dạ. Hay quá vậy. Kiểu mình đồng tần số với nhau, mình hiểu nhau. Tại vì lúc đó là có cái phim hoạt hình tật răng. Ủa vậy hả? Không, em nói thiệt, cái này em nói thiệt luôn. Là em rất là thích, với lại con nghe mọi người nói. Lúc đó con cũng mới cấp 1 và con không có hiểu được là những cái chuyện nó sẽ nguy hiểm như thế nào. Hoặc là mình không biết là điện cao thế là nó sẽ gây cái nguy hiểm làm sao. Con đi thì con thấy cái sợi dây điện nó rớt xuống nhà. Thì con nghe người ta nói là mình cứ nhảy hoài á là mình sẽ cao. Mà trong lớp á, thì bạn con nói là con bị lùn. Bạn con hay chọc con lùn lắm. Nên là con thấy cái gì con cũng hay với. Nên là con nghĩ là con đứng lên con đánh cái bóp gì đó cho nó cao. Ai về bị chửi quá trời. Bị chửi quá trời. Chưa quýnh là mai chưa điện dịch. Dạ. Trời ơi, mỗi lần nó kêu mẹ ơi, mẹ coi con mẹ coi con là chắc là sợ. Đúng rồi là sợ. Làm ơn đừng nói câu đó nữa hả? Rồi đến khi nào thì con mới phát hiện ra là con có cái năng khiếu diễn viên, thích nghệ thuật hết con? Dạ, thật ra cái đó là con phải cảm ơn mẹ với ba con là cái người phát hiện ra. Dạ, thực sự. Tại vì con cũng không biết hồi nhỏ là con có cái biểu hiện gì ở nhà mà ba mẹ cho con đi tham gia sinh hoạt nhảy múa này nọ. Là từ đó mới được mọi người chú ý tới. Tại vì nhà mình làm may đồ á, mình thợ may đồ cho nên vải có nhiều lắm chị Thủy. Cái bữa đó nó lấy cái sắp vải khách hàng á, lấy nó quấn vô đầu vậy nè. Cái nó soi gương sao cái nó quá trang, cái nó đi ra nó chống kê thước may, nó chống gị nó làm bà lão đi ăn xin. Cái mình mới nói ông xã, ở nhà này nhìn nó cái bộ nó diễn cũng được á, cho nó đi học đi. Lại nó cũng hơi ù tròn tròn á, cho nên cũng muốn cho nó sinh hoạt để mà nó gọn gàng đi. Cái mới đăng ký vô trong bộ giấy màng á chị Thủy đó. Hồi đó là Hạ có hay đi minh họa muốn. Cái lần đầu tiên mà con được bước lên sân khấu là cô Thủy có nhớ là ngày xưa năm là cô Thủy nhớ số gì không? Không nhớ. Là cô bé Lọ Lem. À, cô bé Lọ Lem. Dạ đúng rồi, là cô bé Lọ Lem thì... Không, mà nói có nhớ không mà chớp mắt nè. Là mình có đóng đó, mình có đóng ngày xưa có, đó. Chị Mỹ Uyên làm Lọ Lem. Mỹ Duyên làm Lọ Lem thì có mấy con chim bồ câu ra múa.
Thì con là một trong những con chim bồ câu đó. Cái đó là nhớ là... mà nhớ mà nhớ rồi. Ta đóng vai mà chị ghẻ. Dạ đó đúng rồi, dạ đúng. Diễn viên á nó đông ghê hồn lắm, tại vì vừa người lớn vừa con nít, dạ. Mà con nít thì có ba mẹ đi theo, lại thêm một lực lượng hùng hậu đó nữa, dạ, đúng. Thành ra là rất là đông, mà đôi khi tụi nó múa rồi nó mặc quần áo xong rồi nó che mặt rồi nhiều khi nó làm rất là nhiều vai, thành ra mình không thể nhớ được đó. Mẹ ơi, mẹ đừng có bào chữa, mẹ là nữ hoàng lãng quên nha. Con quay với mẹ 5 số rồi mẹ mới nhớ tên con đó nha. Con có biết là ở trong Edicard ở chỗ cái sân khấu của mình á, yeah. Kêu cô là cô Đào không bao giờ tỉnh. Cô Đào không bao giờ tỉnh. Chị biết hồi lúc mà nó chưa học lớp 1 mà nó học mẫu giáo rồi đó nha, yeah. Là nó lì ngay từ hồi lúc bé luôn á. Là lì trong trứng nước lì ra rồi. Đúng rồi đó. Em la nó cái gì đó em quên rồi, nhưng mà em giận á, em giận em nói con quỳ gói cho mẹ. Cái nó bỏ te ra ngoài giữa nắng á chị, nó quỳ gói ngoài nắng nó. Giận mặt hả cô? Bao nhiêu giận mặt. Cái nó quỳ ngoài đó là em thấy ghét rồi. Em nói mày lì. Rồi em nói mày lì đó, để ta coi thử cái mày tới đâu nha. Em bỏ đi trong bếp em nấu ăn. Em lâu lâu lén lén nhìn nó vẫn quỳ. Nó giăng hai tay ra luôn nữa chứ. Trời ơi. Đó, quỳ giăng tay luôn mà ngồi quỳ ngay nắng luôn cho mình thấy đau. Mình đau. Chắc chị chịu hết nổi rồi mà chị nghe mẹ nói tiếng nào kêu bé đi vô mà không đi. Đi bằng cái đầu gối chị. Đi xuyến. Đi từ ở ngoài cái sân đi hồi xưa, cái sân anh. Nhà thì chỉ trắng xi măng thôi hồi xưa mà không có phải là gạch bông. Này chắc mê chị Ngọc Quyền hay sao đi xuyến à. Nó đi từ ở ngoài sân mà nó đi đầu gối rồi đi vô tới đứng ngay sau lưng em quay qua em. Em thấy nó vẫn gần đứng hết trời đất ơi. Đi mấy vòng luôn á. Con nhớ sợ là không được ăn lát đầu gối đó hơi nữa là phải lấy dầu pha cho nó. Trời ơi. Cái bữa đó đun dây điện là thấy nó lì rồi. Bây giờ nó đã quên đấy. Tại vì em cũng không nhớ, em chỉ nhớ là may mắn là mẹ không có nói chuyện với mình thì em chỉ nhớ là làm sao đó để mẹ phải ôm mình đó, kiểu mẹ phải ôm. Đó phải lúc đó là mình phải chịu thua cái lì của nó. Yeah. Có lần nó bị đau bụng. Cái nhà trường kêu điện thoại tới mình kêu là hả đau bụng mà mày xanh lè anh lét à. Cứ lật đật lên trường mình đón nó về. Bất được cái chiêu đó chị. Nó đi đau bụng hoài. Nó đau bụng hoài, nó nghỉ học hoài. Lúc đầu mình cũng sợ. Cái sao thấy nhà này nghỉ học hoài, bắt đi không chịu học. Đó bữa đó mình tức quá. Mà lo cho bằng được lên xe chở lên tới trường. Mà làm tới với nó một lần đó, cái lượng nó hết đi đau bụng. Sau này khi mà lớn lên á, cái mẹ mới hỏi lại là nói thiệt cho mẹ nghe, uống ở đó làm gì mà đau bụng hoài. Mà đau bụng mà mặt mày xanh lè tới mét thiệt chứ không có diễn. Em mới nói là không có, lần đầu tiên là con đau bụng thiệt. Xong mấy lần sau con thấy cái chiêu đó hời quá nên con làm hoài. Trời ơi, là nó biết diễn từ nhỏ rồi. Nó diễn từ nhỏ. Diễn chứ cha với mẹ với cô giáo. Rồi lúc ngày xưa mà khi mà Hạ ở nhà có bề bộn luôn cô? Quần áo về đi diễn sao? Cái đó là khỏi nói, hư lắm luôn á. Bừa bãi không thể tưởng tượng nổi. Em tức lắm, cái phòng em thì em bày thiệt. Con có không những con bày. Nhưng mà em nói là ba mẹ đứng dọn để con dọn cho. Cái thời đó thì con đi quay rất là nhiều. Rồi con đi học nữa nên là nhiều khi đúng là con cũng bày thiệt. Nhưng mà con nói đứng dọn để con dọn. Một ngày đẹp trời con đi về, trời ơi con thấy phòng con sạch choang luôn, đẹp đẽ ngăn nắp. Cái hỏi là ba mẹ ngồi dọn chưa? Trời ơi. Cái xong nó chơi sao để con dọn, nó để con dọn sao thì ba mẹ 10 dọn. Năm chưa dọn. Dạ. Trong cái khoảng thời gian đó thì cái kỷ niệm nào mà em cảm giác là em có lỗi với mẹ nhất, và có lần nào mà em làm mẹ buồn nhất con bé Hà? Từ nhỏ đến lớn anh ạ. Ừ. Dạ có một lần thực sự là ý đối với con chắc nhiều lần chứ sao không, con này định nói là có nhiều lần đó. Mà cái lần nào mà mạnh nhất, lần mà em nhớ nhất á là lúc đó em học vào cấp 2 thì ba mẹ em mới đăng ký cho em học thêm ở trường Lý Tự Trọng, học thêm ở một cái trung tâm, thì cái trung tâm rất là nổi tiếng mà nó rất là đông học sinh, thì thực sự là em không thể nào chịu nổi cảm giác ngột ngạt khi mình bước vô cái phòng học á, là một phòng mà đến 100 mấy học sinh lận mà rất là mệt luôn. Thì mà em nhớ là lúc đó là buổi chiều á là mẹ lật đật làm cơm xong rồi đưa cho ba, là ba đi rước em ở trường Hai Bà Trưng xong rồi chở đến cái chỗ học thêm, rồi ba hai cha con ngồi trước xe ngồi ăn xong rồi em đi vô học liên tục như vậy, rồi tối 9-10 giờ rước về liên tục như vậy 2-3 tháng trời luôn, rất là cực khổ. Nhưng mà cuối cùng phát hiện ra là em không có viết bài chữ nào hết trơn. Tại sao
em không biết mà chữ nào hết. Cái ba mẹ giận quá mà mẹ la, mẹ khóc quá trời luôn. Thì ba mẹ mới nói là nếu mà không thích thì tại sao không nói với mẹ ngay từ đầu. Ngay từ đầu lúc nào mẹ cũng hỏi là con có chịu học ở chỗ đó không, mẹ cho con ý kiến mà tại sao không nói mà cứ phải im 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 rồi để ba mẹ cực khổ 2-3 tháng chờ như vậy rồi cũng phải nghĩ con biết bài chữ nào. Rồi bây giờ đỡ lo cho cô, bây giờ lớn lên là còn lì không cô? Bây giờ vẫn còn ở chung với cô hay là ở riêng rồi? Không, ở riêng rồi hả? Có gia đình rồi, có con rồi. Ủa vậy hả? Ở riêng. Mới giỏi là Hà năm nay bao ơi, nhiêu? Mới ngày nào chúc ép bây giờ có gia đình. Nhưng rồi. Mà Hà năm nay bao nhiêu con? Dạ con năm nay 26 tuổi rồi. 26 tuổi. Ủa vậy luôn rồi hả? Anh thấy em trẻ lắm hả? Nó rất là xinh. Tức là nhìn hình nó ở ngoài là không giống nhau. Dạ. Là bao nhiêu bé rồi em? Dạ một anh. Một hả? Trời ơi cứ tưởng tượng đầu con bé này còn nhỏ còn nhỏ. Bây giờ là già rồi đó là. Mà đúng ra cái giai đoạn đó là gia đình cũng buồn. Tại vì nó lập gia đình á. Lúc đó là nó mới có 20 mấy tuổi, 22 23 vậy? 22, 23 vậy. Con nó giờ gần 4 tuổi rồi. Trời ơi. Thì là ba buồn, ba giận. Nhưng mà mình mới nói là thôi cái gì là con tự chịu chọn. Thì con tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Đang cho sự nghiệp thăng hoa đúng không cô? Đó, rồi cái lấy chồng rồi lại có con nữa. Rồi cái tới phải ngưng cái giai đoạn rất là dài. Nhưng mà mình nghĩ đó cũng là một cái bài học cho nó. Dạ. Trong cuộc sống. Là cái thứ hai nữa thì mình nghĩ là thôi có một đứa con như vậy thì nó cũng tốt. Làm cho nó thật sự là Hạ rất là chững chạc từ khi có con. Biết quan tâm gia đình, rồi biết nội trợ, rồi biết nhiều thứ lắm. Chứ hồi xưa là mình cứ về tới nhà mình đi làm về ở nhà Hạ, tại sao con ăn con bỏ chén con không rửa. Là la suốt luôn cái chuyện đó. Và sẵn chương trình là con tôi phải tội, không biết cô có điều gì muốn nhắn gửi cũng như là muốn nhắn nhủ với đứa con gái bé bỏng của mình không cô? Thì cô cũng muốn nói là bây giờ Hạ cũng đã làm mẹ rồi. Thì Hạ sẽ hiểu được cái tâm trạng của mẹ ngay từ hồi xưa tới bây giờ như thế nào. Tất cả những người mẹ nào cũng đều mong muốn con cái mình đã được đạt ra và có một cái gia đình ổn định hạnh phúc. Thì là mẹ mong rằng là những cái gì lựa chọn của con thì mẹ mong con đi tới cùng. Và con đổ tâm huyết vô để mà đi tới thành công. Và cái quan trọng nhất là nên giữ cái hạnh phúc gia đình của mình, đi giữ lửa cái gia đình của mình. Chứ đừng có mà vì cái này mà bỏ mất đi cái hạnh phúc gia đình mình gây dựng từ hồi lúc mình nhỏ. Dạ, trời ơi. Hôm nay là sinh nhật của mẹ em. Trời ơi, sao hay vậy? Em có nhờ chương trình có một cái điều bất ngờ cho mẹ. Vậy là đây là một cái món quà con chuẩn bị cho mẹ sinh nhật. Thì thật ra là em còn định dụ ba em, chị em lên đây để mà tặng mẹ cho mẹ vui nữa. Nhưng mà ba em thì rất là sợ. Ba em nói là thôi mày tha cho tao mấy vụ này đi hả? Hãy để tao làm người đàn ông bí ẩn của mẹ mày được rồi. Thì đây là một cái món quà mà con với lại người đàn ông bí ẩn của mẹ chuẩn bị cho mẹ. Wow, xin chúc mừng. Con chỉ mong là mẹ thật là sống đến già, sống ráng sống như thế nào mà con thành công. Thấy được con thành công và hạnh phúc và thực sự thành đạt và giàu có là con cảm thấy là cái đó là cái món quà và cái lời chúc ý nghĩa nhất của con đối với mẹ. Trời ôm hôn mẹ ăn cái đi còn chần chờ gì nữa. Trời ơi thương quá.